Nếu có ai mời tôi ăn thịt tê hoặc là uống rượu máu tê thì tôi sẽ từ chối. Theo tôi, tình trạng săn bắt tê trái phép để sử dụng làm thuốc và làm thức ăn là một nguy cơ rất lớn cho loài động vật này. Phải tuyên truyền đến toàn bộ người dân không sử dụng những sản phẩm từ tê. Thực ra chỉ những cái thuốc bắc, những cái đơn giản thì nghe có, nhưng tê rồi là tất tần tật mọi cái mà cứ ngâm rượu rồi từ thằn lằn, tất cả tôi cũng chỉ nghe đồn, mà tất cả mọi người uống cũng chả đem lại kết quả gì. Ở ngay trong bữa tiệc ở gia đình mình mà có rượu hoặc là thịt tê thì tất nhiên không thể một trong một hai câu mà có thể nói với tất cả mọi người là cái này là động vật quý hiếm, không được ăn, không nên ăn ấy. Nhưng mà em nghĩ ngay một hành động nhỏ nhất đấy là trình bày những quan điểm của mình, trình bày những hiểu biết của mình về loài động vật này, và dứt khoát mình sẽ không đụng đến cái đấy. Một trong những cái quan điểm rất nhân văn của đạo Phật đấy là cái quyền sống của muôn loài. Chúng ta muốn sống thì ngoài tê nó cũng muốn sống. Bắt tới hàng tấn tê một năm thì hỏi rằng là còn bao lâu nữa thì Việt Nam mình không còn tê, và nước nào cũng như vậy nữa đấy, thì loài tê chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng.